Chào mọi người, mình là Ryan đây và chào mừng các bạn quay trở lại với series chiến lược trong ngày số 89, ngày 19 tháng 9. Trong video này mình lại tiếp tục phân tích cấu trúc thị trường vàng để quý nhà đầu tư cùng các bạn học viên theo dõi với mình. Thì đầu tiên nói về cái chiến lược ngày hôm qua trong tập số 88 thì chúng ta có hai kế hoạch. Thứ nhất là chúng ta chờ sell chính ở trên quanh cái khu vực 38-40. Và chiến lược phụ thì ngày hôm qua chúng ta chờ cho giá nó xử lý được cái mốc cao của tuần trước. Đây thì như ngày hôm qua mọi người cũng có thấy được ở trong group rồi là sau khi mà giá nó xử lý được cái mốc cao tuần trước này thì thị trường nó để cho chúng ta một cái chốc ở M15 và mình cũng có thông báo cho mọi người. Mình cũng có thông báo cho mọi người từ rất là sớm là chúng ta sẽ canh sell ở trên này và target thì chúng ta sẽ đánh xuống những cái mốc swing nằm ngay 22 và xa hơn nữa là 16 đúng không? Và mọi người cũng có thể thấy được là ngày hôm qua chúng ta đã rất là thành công trong cái nhịp sell ở đây. Chúng ta cũng có được tầm khoảng là 5R. Nhưng mà có một cái vấn đề ngày hôm qua, giá nó đã không có chạm vào được tới cái mốc IDM của mình trước. Rồi sau đó là thị trường nó quay trở lên, nó đá BE này. Thì mình cũng đã chốt lời được khoảng là 70% khi mà giá nó đi được tầm 5R rồi. Và sau đó là thị trường nó tăng lên và tiếp tục phá đỉnh ha. Thì như mình cũng có nói với mọi người, ngày hôm qua ở trên 4 giờ thì chúng ta kỳ vọng là 4 giờ nó sẽ có thể là nó đóng nến luôn cả bên dưới cái đáy 1922 là bên dưới cái cây inside bar này thì nó sẽ thể hiện cho chúng ta một cái nhịp phone break đúng không ở 4 giờ. Nhưng mà hôm qua 4 giờ thì nó đã không có phone break ha. Và thị trường như mọi người thấy là từ 22 nó tăng lên và nó thủng qua được cái vùng phone break này, cái vùng phone break này của chúng ta rồi. Thế thì trong ngày hôm nay thì chiến lược chính của chúng ta thì chúng ta vẫn sẽ chờ ở quanh cái khu vực 38 và 40. SL thì đối với đội sell thì mình thấy là chúng ta tốt nhất là nên để ở bên trên của cái đường trendline của D1 này. Tại vì đây là trendline của D1 và chúng ta cũng có một cái nhịp BOS của khung thời gian quick ủng hộ cho chúng ta sell ha. Cho nên là mình thấy là cái trendline ở khung thời gian D này ít nhiều thì nó cũng sẽ có tác dụng là nó giữ giá. Bên trái thì chúng ta cũng có một cái mẫu hình nến Endorphin này. Nó thể hiện cho chúng ta thấy là đây 1952 thì nó đã là một cái vùng đỉnh và đây là một cái swing boy rồi. Cho nên là cái khu vực 38 này thì ít nhiều nó cũng sẽ có tác dụng nó giữ giá lại cho chúng ta. Rồi, thì đối với vàng, xét về cấu trúc hiện tại thì mình thấy là sau khi mà giá nó thoát ra được khỏi cái vùng tích lũy của M15 ở đây thì hiện tại là giá nó đang đi lên trên cái vùng boy ở đây. Và nếu như mà chúng ta giao dịch sell ở trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ có một cái kế hoạch duy nhất, đó là chúng ta mong chờ là giá nó sẽ có một thêm một cái phone break nữa, giá nó sẽ có thêm một cái phá giả nữa và nó đi từ trên này nó đi xuống bên dưới này. Thì chúng ta cần phải lưu ý cái vùng kháng cự mới quanh 1930 này sau khi mà giá nó phá qua. Tương tự như với cái chiến lược chờ cho giá nó đóng bên dưới 1922 trước đó của mình, đó cũng là một cái hành động chờ phone break ha. Thì như đợt này thì chúng ta sẽ chờ cho giá nó có thêm một cái động thái là phone break quay trở về, giảm về bên dưới quanh khu vực 1927, tức là bên dưới cái cản này của chúng ta, thì chúng ta sẽ xét đây lại là thêm một cái phone break nữa. Và phone break ấy thì nó là một cái dấu hiệu cho chúng ta biết là tạm thời là chiến lược của chúng ta nó đã đi đúng một phần. Và sau khi mà thị trường nó tạo ra phone break thì mình có thể là mình sẽ tìm thêm entry để mà mình cập nhật cho mọi người, để mà mọi người sell thêm ha. Đó. Và nói về target của đội sell thì hiện tại chúng ta đã có thêm một cái swing boy mới ở M15 là quanh khu vực 1922 này. Thì chúng ta cứ việc là chúng ta đánh xuống những cái mốc swing boy này, chúng ta target về những cái mốc swing boy này. Đấy, thì chiến lược chính thức của chúng ta trong thời gian tiếp theo thì chúng ta sẽ chờ sell quanh khu vực 38 và 40. SL thì để ở bên trên 42, 43. Và target thì chúng ta sẽ đánh về quanh 1922, 1915 và sâu hơn nữa là 1900. Ok. Rồi, thì đó là về chiến lược của vàng. Nói về một tí về U kẹt ngày hôm qua.
OK, ngày hôm qua thì trong video mình cũng có thông báo cho mọi người là chúng ta chờ cho giá nó xử lý ở đây và chạm vào cái boy bên dưới này. Thì ngày hôm qua sau khi mà chạm vào cái boy ấy, thì giá nó đã có một cái phản ứng khá là tốt. Nhưng mà mình cũng thông báo cho mọi người là khi nào mà giá nó thủng qua được cái boy, cái swing ở trên này thì tốt nhất là mọi người mới nên entry ha. Đó, lúc đó chúng ta mới nên entry. Và như mọi người thấy là ngày hôm qua nó chỉ phản ứng thôi, sau đó là thị trường nó lại tiếp tục nó đi xuống, nó quét cái đáy này của chúng ta đó. Thì đây nó lại tiếp tục nó nhấn mạnh cho chúng ta cái việc là nếu như mà chúng ta đánh CE, đánh confirm entry thì cái tỷ lệ rủi ro của chúng ta phải chịu ấy, thực chất là nó thấp hơn rất là nhiều so với cái việc là các bạn thấy điểm nào các bạn cũng limit đó. OK, thì đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh trong khoảng thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.